Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục podcast Khoảnh khắc vàng bên con của UNICEF, nơi cung cấp những thông tin và ý tưởng hữu ích được thiết kế riêng cho các bậc cha mẹ và các gia đình trong tình hình mới dưới tác động của đại dịch COVID-19. Cùng UNICEF biến mỗi phút giây bên con trở thành khoảnh khắc vàng, quý vị phụ huynh nhé! Và đừng quên chia sẻ bản tin hàng tuần này tới người thân và bạn bè của quý vị. Nhân dịp UNICEF vừa công bố báo cáo về tình hình trẻ em thế giới 2021 với chủ đề Trong tâm trí tôi, thúc đẩy, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe tâm thần của trẻ em, chuyên mục phát thanh tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn cách thức chăm sóc sức khỏe tâm thần của bản thân và con bạn trong mùa dịch này nhé. Khi chúng ta phá vỡ sự im lặng xung quanh vấn đề sức khỏe tâm thần, chúng ta sẽ đối mặt để giải quyết chúng tốt hơn. COVID-19 đi kèm với sự cô đơn, nỗi buồn và sự không chắc chắn. Những cảm xúc mạnh mẽ này đã bao trùm cuộc sống của hàng triệu trẻ em, thanh niên và gia đình. Khi chúng ta bước vào năm thứ ba của đại dịch, sự gián đoạn về thói quen sinh hoạt, giáo dục, giải trí cũng như lo lắng về thu nhập và sức khỏe của gia đình đang khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi, tức giận và lo lắng cho tương lai của họ và con em họ. Nhưng đại dịch chỉ cho thấy phần nổi của tảng băng chìm về sức khỏe tâm thần, một tảng băng đã không được chú ý trong một thời gian quá dài, theo báo cáo này của UNICEF. Vấn đề sức khỏe tâm thần đã tồn tại trước đại dịch COVID-19. Theo số liệu ước tính mới nhất, cứ 7 em thì có hơn 1 em từ 10 đến 19 tuổi trên toàn cầu đã bị chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần. Mỗi năm có từ 46.000 trẻ vị thành niên tử vong do tự tử, khiến đây trở thành một trong 5 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm tuổi này. Ở Việt Nam, khoảng 12% trẻ em gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần, tương đương 3 triệu trẻ em, với các vấn đề phổ biến là lo lắng, buồn bã, trầm cảm, vô vọng và cô đơn. Ngày càng có nhiều lo ngại về tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên ở Việt Nam, dù rằng tỷ lệ được báo cáo ở Việt Nam vẫn ở mức thấp so với khu vực và thế giới. Ngay cả trước Covid, các nghiên cứu của UNICEF đã chỉ ra rằng kỳ vọng cao cũng như áp lực học tập từ gia đình và nhà trường, mâu thuẫn hoặc bạo lực gia đình và việc tiếp xúc nhiều với Internet là những nguyên nhân gây ra những vấn đề về sức khỏe tâm thần này ở trẻ em và thanh thiếu niên. Đại dịch COVID-19 đã và đang tạo thêm nhiều sức ép đối với cha mẹ và trẻ em. Điều này nhắc nhở chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc đến sức khỏe tâm thần của mình. Bạn hãy nhớ rằng, định nghĩa về sức khỏe tâm thần không phải là lúc nào bạn cũng cảm thấy bình tĩnh, thoải mái và vui vẻ, hay con bạn cũng vậy. Định nghĩa về sức khỏe tâm thần là có cảm giác thích hợp và đúng thời điểm, và biết cách quản lý nó một cách hợp lý. Vậy, khi trẻ em gặp phải những vấn đề về sức khỏe tâm thần thì biểu hiện của các em sẽ như thế nào? Trẻ em sẽ có những biểu hiện khác nhau tùy vào từng vấn đề xảy đến với trẻ khiến trẻ phải lo lắng. Nếu là xâm hại và bạo lực xảy ra trong gia đình, trẻ em sẽ có những biểu hiện như im lặng, sợ hãi, thu mình và ít giao tiếp. Kết quả học tập bị ảnh hưởng, cũng có trẻ không có biểu hiện gì cụ thể. Với tác động của đại dịch COVID-19, chúng ta có thể thấy trẻ em bị lo lắng, buồn bã, chán nản hơn, giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng, các em có thể gặp ác mộng nhiều hơn. Một số trẻ em kém ăn, bỏ bữa. Sự tự tin cũng như tâm trạng ở một số trẻ em cũng sẽ bị thay đổi, các em có thể dễ nổi giận hơn. Đây là những biểu hiện ở trẻ mà cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ cần phải nắm bắt được, quan tâm và nói chuyện với trẻ, phát hiện những biểu hiện để cùng trẻ giải quyết những vấn đề khó khăn mà trẻ gặp phải. Cha mẹ có thể làm gì để giúp con cái mình duy trì trạng thái sức khỏe tâm thần và thể chất tối ưu nhất? Cha mẹ và người chăm sóc trẻ là những người đầu tiên mà trẻ tìm kiếm sự hỗ trợ. Cha mẹ cũng phải chịu rất nhiều áp lực do tác động của đại dịch COVID-19. Điều đầu tiên là cần giúp cho cha mẹ và người chăm sóc hiểu biết về sức khỏe tâm thần, nhận biết được đâu là các biểu hiện cần quan tâm, cha mẹ cần phải làm gì để đảm bảo trạng thái mạnh khỏe, vui vẻ cho trẻ. Cha mẹ có thể làm gì cho trẻ trong quá trình giãn cách xã hội và trẻ phải ở trong nhà? Chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình, hôm nay tôi đã làm gì khiến con tôi cảm thấy mạnh khỏe, vui vẻ? Bên cạnh chăm sóc sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Thứ hai, cha mẹ có thể quan tâm lắng nghe con mình nhiều hơn. Cha mẹ luôn là những người bận rộn với nhiều mối lo toan. Đôi khi, cha mẹ nên tạm gác lại công việc, tập trung vào con cái, ăn bữa tối cùng với con mà không bị sao nhãng bởi điện thoại di động, lắng nghe con mà không phán xét. Đây là những điều nhỏ bé vô cùng quan trọng trong nhịp sống hiện nay. Hãy dành thời gian lắng nghe con mình để kịp thời nhận ra các biểu hiện mà trẻ cần sự hỗ trợ. Thứ ba, chúng ta có thể tạo không gian cho trẻ em và thanh thiếu niên kết nối.
khi điều kiện cho phép để các em có thể giao lưu kết nối với những người xung quanh, tham gia vào các hoạt động để các em cảm thấy bản thân hữu ích, có giá trị, được ghi nhận về những đóng góp của mình. Khi cuộc sống trở lại bình thường sau đại dịch, các cha mẹ cũng nên chú trọng đến các hoạt động khác ngoài thời gian học tập, vì sức ép từ phía cha mẹ đối với học tập của con cái cũng tạo nên một phần các vấn đề sức khỏe tâm thần. Cha mẹ có thể giúp con cái mình có thêm các hoạt động giao lưu kết nối ngoài học tập với bạn bè, gia đình, nhà trường. Chúng ta cũng có thể giúp con cái mình có các hoạt động thể dục thể thao bên ngoài, giúp con có được cảm giác chinh phục và giành chiến thắng, đóng góp vào nỗ lực chung của một đội nhóm. Chúng ta có thể giúp con cái mình tham gia các hoạt động công ích vì cộng đồng, giúp trẻ cảm thấy được đóng góp và ghi nhận, giúp trẻ em tăng cường sự tự tin. Xã hội hiện đại ngày nay với các thông điệp và mạng xã hội cũng đem đến nhiều nguy cơ đối với sự tự tin của trẻ em. Chúng ta cũng cần dạy cho trẻ học sự thất bại và vươn lên làm lại từ đầu. Cuối cùng, bạn không nên cảm thấy xấu hổ, dằn vặt bản thân hoặc lo sợ khi bị kỳ thị, xem thường nếu bạn trải qua nỗi buồn, sự cô đơn, thất vọng hoặc bất kỳ cảm giác không thoải mái nào. Tất cả chúng ta đều trải qua những trạng thái có tính liên tục như vậy, lúc vui, lúc buồn. Đó chính là sức khỏe tâm thần. Điều lành mạnh nhất chúng ta có thể làm là chia sẻ những gì chúng ta cảm thấy với những người mà chúng ta yêu quý, tin tưởng. Làm như vậy, thực chất là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình. Để giúp bản thân bạn cảm thấy tốt hơn, một điều có hiệu quả tốt là tập trung vào những gì bạn cảm thấy biết ơn. Một khoảnh khắc vui vẻ với con bạn, một ngày đẹp trời, sự hiện diện của những người thân yêu. Khi chúng ta thực hành lòng biết ơn, khi chúng ta nghĩ về những điều mà chúng ta biết ơn, nó hầu như luôn làm tăng cảm giác hạnh phúc của chúng ta. Chuyên mục tuần này xin được phép khép lại. Nếu thấy thông tin của chúng tôi hữu ích, các cha mẹ hãy lan tỏa bằng cách chia sẻ với đồng nghiệp, người thân và bạn bè nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tuần sau.